đúng cái giống của nó để ra đúng cái trái như vậy. Nha bà con nha, đây là giống na Đài Loan, là giống mới. Khi bà con lựa chọn giống, bà con phải chọn những cái nhà giống uy tín để chúng ta ra được đúng cái loại giống mình cần. Nếu không thì chúng ta sẽ không có được cái giá trị kinh. Hello quý bà con, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Thì như bà con đã biết thì với cái kênh siêu thị cây giống thì Oanh mong muốn chia sẻ đến quý bà con những loại cây giống có kinh tế cao, năng suất cao, có trái sớm, để chủ yếu là mong muốn là bà con có được những cái thu nhập sớm, thu nhập tốt để bà con có cuộc sống sung túc hơn, gia tăng gấp đôi, gấp ba lần cái thu nhập hiện tại của mình. Và điều đó là một điều rất là hạnh phúc của Oanh cùng với đội ngũ của siêu thị cây giống. Thì dạo gần đây bà con cũng biết là Oanh hay chia sẻ về cây na, đó là cây na Đài Loan bà con ạ. Cây na Đài Loan thì trái nó rất là to, từ khoảng 1 kg tới 1,2 kg, và tỷ lệ thụ phấn của nó rất là cao, đặc biệt là đối với hạn mặn và hạn hán hiện tại bây giờ. Thì cây na Đài Loan nó được xem là một cái giống thiên thần để mà chúng ta có thể lựa chọn ha bà con ha, để chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta có thể trồng cho khu vườn nhà mình để nó chống được cái bệnh hạn hán và hạn mặn hiện tại. Thì cây na Đài Loan cũng cho trái rất là sớm, tuy nhiên nhiều bà con thì thắc mắc là không biết là cái trái na Đài Loan thì nó ra như thế nào ở trên đất Việt Nam. Thì bây giờ Oanh sẽ cùng với các anh chị đi vào một cái vườn na Đài Loan cũng được khoảng 2 năm tuổi rồi và đang ra trái bối. Thì đang cái trái nó còn nhỏ nhỏ như thế này nè. Thì Oanh sẽ chia sẻ đến quý bà con, quay video trực tiếp cho quý bà con để quý bà con có thể thấy là cái trái na Đài Loan trồng trên đất Việt Nam thì nó ra trái là như thế nào. Và sau đó Oanh sẽ thực hiện nhiều video tiếp theo về cái việc test trái. Thì bà con hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nếu bà con nào chưa đăng ký, nhấn vào nút đăng ký kênh để xem tiếp những cái video đó của Oanh nha. Còn bây giờ bà con hãy cùng với Oanh chúng ta đi vào vườn na đầu tiên ở Việt Nam để chúng ta có thể hình dung được trái na Đài Loan cụ thể là ra như thế nào. Thế bà con ha, cùng đi với Oanh nha. Hello quý bà con, bây giờ quý bà con cùng theo chân Oanh chúng ta vào cái vườn na Đài Loan được trồng khoảng 2 năm nha bà con nha, trên đất Việt Nam của chúng ta luôn. Và bà con có thể thấy là nắng và gió đang quạt quạt vào cây chúng ta, và những cái trái na Đài Loan bối của chúng ta bắt đầu xuất hiện được không ạ? Như bà con đã thấy thì na Đài Loan á, là một cây có cho nó cho trái sớm, chịu được hạn mặn và hạn hán tốt hơn ở loại cây khác, mà quan trọng là cái na Đài Loan cái mẫu mã nó lạ hơn người ta ha bà con ha, là các cái mắt na đó, cái bên ngoài cái vỏ các cái mắt na nó rời rời nhau chứ nó không có dính chùm với nhau giống như na dai của mình với lại na Thái. Rồi khi nó chín thì các cái mắt na này nó sẽ hơi vàng thôi chứ nó không có chuyển sang cái màu hơi đen đen, nên là nhìn cái trái na Đài Loan thì nó rất là đẹp. Kết hợp thêm cái hình thái trái của nó lạ nữa, bà con thấy không, nó dài dài, nó nhô nhô, nó nhú nhú á ha bà con ha. Ha bà con thấy nó dài dài, nó nhô nhô, nó nhú nhú vậy đó, nên là nhìn cái trái na nó rất là lạ. Và khi mà ăn cái trái na Đài Loan này cũng theo một cái cách rất là mới, đó là khi chúng ta sẽ cắt ra rồi chúng ta sẽ gọt vỏ nó đi, tại vì vỏ nó rất là dai. Và cái nữa là hộp nó rất là ít, các cái tép muối nó xếp vào nhau, nó làm cho tạo nên một cái miếng na rất là gọi là sao ta, rất là dai. Nên là bà con phải cắt từng miếng ra, chúng ta dùng nĩa chúng ta xơm, hoặc là chúng ta sẽ tách cái vỏ nó ra rồi ăn từng miếng một, chứ nó không phải ăn giống như cái cách ăn thông thường của na Thái hay là tại dài của chúng ta. Nhìn về mặt hình thái trái rồi cách ăn về cái hương vị của nó thì nó hơi thoang thoảng cái mùi hương, nó tạo nên cái sự thú vị cho cái thực khách đó. Mà con thấy cái mắt gai không, nó lạ lắm đó. Rồi nó tỷ lệ thụ phấn của thằng na Đài này rất là cao, mặc dù đang cho trái bối thôi mà bà con thấy là trái nó lừ luôn, rất là đẹp như vậy. Rồi năng suất nó khá là cao nè ha bà con ha. Rồi cách trồng thì cũng rất là dễ. Cây này khoảng cách trồng của chúng ta nó cũng gần gần nhau, nên là bà con có thể trồng được rất là nhiều cây trên cùng một cái diện tích đất so với những loại cây khác. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thu nhập tốt hơn, cao hơn ha bà con. Mà cái quan trọng là gì ạ? Cái quan trọng là cái trái na này á, là Oanh thấy là kinh tế nó rất là tốt, rất là ổn. Cái kinh tế của nó mà hàng nhập á, là từ 300 tới 500 một ký.
Còn cái hàng á, mà chúng ta đang làm ở Việt Nam á, thì nó tầm khoảng 150 tới 180 một ký, một ký trái đó, thì mình thấy cũng rất là ok đối với một cái cây na ngắn hạn đúng không ạ? Nên là cái na Đài Loan này mình nghĩ là trong tương lai nó sẽ là một trong những cây na rất là hút, rất là hot về mặt trái nè. Đó bà con thấy không? Thiệt sự là quanh rất là thích lắm luôn á, nhìn cái hình thái là đã thấy thú vị rồi hả bà con ha. Nên nó là cây na Đài Loan này trong thời gian sắp tới sẽ là một cây na rất là hot trên thị trường, mà đặc biệt là quanh cũng đã test thử rồi, nó chịu được hạn hán và hạn mặn tốt hơn những cây khác, thu hoạch sớm hơn những cây khác nè. À, 15 16 tháng đã có trái rồi. Nếu bà con trồng sầu riêng thì khoảng 4 năm, trồng bưởi thì 2 năm rưỡi, trồng bơ cũng 2 năm rưỡi ha, trồng nhãn thì cũng khoảng 2 năm rưỡi. Đó thì cây này thì gọi là cây ngắn hạn để chúng ta có thể là cho thu hoạch sớm lấy ngắn nuôi dài. Thì anh thấy là cũng được đúng không ạ? Bà con lưu ý nha, khi chúng đây là cây giống mới, khi bà con lựa chọn là bà con phải chọn đúng cái giống của nó để ra đúng cái trái như vậy. Nha bà con nha, đây là giống na Đài Loan, là giống mới. Khi bà con lựa chọn giống, bà con phải chọn những cái nhà giống uy tín để chúng ta ra được đúng cái loại giống mình cần. Nếu không thì chúng ta sẽ không có được cái giá trị kinh tế gì đâu, mà tốn thời gian nữa. Nên bà con phải chọn những cây giống nó đúng nha. Và như video trước là Quanh đã chia sẻ, khi bà con chọn cây mà đem ra trồng, cây đã phải thay lá non rồi thì mới trồng như vậy thì cây nó mới sợ, mới bắt đất được. Cây như vậy nó mới ổn, mới tốt. Bà con nhớ cho bà con nha, một vài chia sẻ của Quanh về cây na Đài Loan, giá trị kinh tế của nó rất là tốt, nó trồng thu hoạch sớm rồi nó có giá trị, rồi nó có sức đề kháng tốt, nên là năng suất rất là cao. Vì những lý do này mà Quanh cảm thấy na Đài Loan là một trong những cái cây chúng ta nên trồng hiện tại bây giờ để ứng phó với lại sự biến đổi khí hậu hiện nay là toàn cầu càng ngày càng nóng lên. Bà con lưu ý nha bà con nha. Đó là một vài chia sẻ của siêu cũ Quanh cùng với đội ngũ kỹ thuật của siêu thị cây giống khi nghiên cứu về các loại cây giống muốn gửi đến quý bà con. Mong rằng là video này sẽ hữu ích đến quý với quý bà con ha bà con ha. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều đã luôn ủng hộ Quanh trong suốt thời gian qua, và Quanh cùng với đội ngũ kỹ thuật sẽ tiếp tục nghiên cứu và chia sẻ đến quý bà con những kiến thức hữu ích hơn. Nếu quý bà con cảm thấy video này hữu ích, hãy cho Quanh xin một like và chia sẻ đến những người bạn của mình cần nha. Và hãy đăng ký kênh của Quanh để nhận được nhiều video hữu ích hơn. Bây giờ Quanh cùng với đội ngũ của siêu thị cây giống cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video hữu ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.